Rồi, mình xin chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là cũng 22 Tết rồi, mình cũng quay sơ lược một số cây trong vườn mình hiện tại bông đi như thế nào. Với lại giới thiệu một số cây mình hàng đi chợ Tết cho thôi hoặc bán luôn nha. Ở đây em có một số cây nè. Như cây này gốc tứ quý khủng nha. Khoảng 70 mấy 80 á. Nốt nụ thì khỏi phải bàn rồi, giống siêu bông Sài Gòn. Đây là một cây đế non. Hàng này hàng giá trị cao nha. Rồi em xin phép trước nói trước là anh chị nào quan tâm thì tới vườn xem cây trực tiếp nha, chứ em không có báo giá trên mạng qua hình ảnh gì hết. Cây này năm khủng á. Cây tấm tắc á, nằm chậu cỡ 1m4 á, 1m4 1m5 rồi. Vô trong hình thì nhìn nó nhỏ lắm chứ ở ngoài là nhìn nó to lắm, to khủng khiếp á. Đây hầu như em xài là giống siêu bông Sài Gòn hết. Đây là dạng cây khủng nè. Cây mai vàng zin dáng bay. Hoành từ 75 tới 90. Cây bạc phong ghép siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn nè, bông nha. Để ngoài nắng không có bị héo nha quý cô chú anh chị. Thì cây ghép giống siêu bông Sài Gòn á là mình để, ví dụ mình để ngoài nắng mà lúc nó còn lá thì nó mới héo cánh nè, chứ còn lặt lá rồi cánh không héo nha. Để ngoài nắng không sao hết. Đây siêu bông Sài Gòn. Cây này mình lặt với mưa mùng 10 Tết nè, mùng 10 tháng chạp nè, nó nở bông chơi thử, ghép mới ghép có 4-5 tháng vậy. Đây cây tứ quý ghép giống như siêu bông Sài Gòn, tán ngang chắc cỡ 2m, nằm chậu cỡ 1m2, độc lòng. Ghép giống siêu bông Sài Gòn. Bông này là đi bông Tết nha, nên giờ bông nó chưa có vươn lên hết nha quý cô chú anh chị. Bông đây em bao bông cho quý cô chú anh chị nha, bao bông Tết nha. Ở ngoài nhìn mới thấy phơi, chứ giờ vô trong hình bông nó chưa bung lên hết nè, còn nụ nè. Đây là một cây bài gốc thân tứ quý dáng long. Cây đúng rồi, này thuộc dạng hàng không đụng hàng độc á. Ghép giống Thủ Đức. Còn đây mấy dạng cây trung bình. Cây trực một gốc ghép siêu bông Sài Gòn. Tứ quý hoành cỡ 65 ghép siêu bông Sài Gòn. Đây có một cây tứ quý hoành 50 mấy gần 60 cũng ghép giống siêu bông Sài Gòn, hậu cũng ghép đang dương bông mới lọt vỏ chấu. Mấy cây này đi đúng Tết nha, đem canh đi đúng Tết không à. Quý cô chú anh chị mà ví dụ mà có chơi tất niên một hai chương vậy thì sang năm đặt hàng trước em nha, đặt hàng trước em thì em làm mới giao mới được. Nói chung đặt đầu tháng 12 là đặt em là thì em giao, em chọn ngày em canh đặt lá em giao mới được, chứ còn có hôm nay có nhiều khách hỏi cứ bắt em giao liền không mà 10 ngày em giao đâu có kịp, lặt lá xong phải tầm phải 12 13 ngày thì giống siêu bông Sài Gòn nữa mới lên kịp, mà phải thuận tiết nữa, có khi 15 ngày là nên đặt như vậy em làm không được, em giao không đạt yêu cầu được.
Nam em cũng thường hay quay nè, cây này khách đặt rồi. Bây giờ còn cây này, mấy cây này là cây bonsai đại không nha, nằm chậu mang 1m2, 1m3 là không á. Mình ở trong hình mình thấy nó nhỏ chứ ngoài lớn lắm, giúp giống siêu bông Sài Gòn nè. Nụ giờ đang dương lên á. Đây một cây tứ quý không cao, quá nhạo nha, vì cành cổ quá nhạo nè, quả nó to đụng bự lắm, một vòng tay mình không hết á. Siêu bông Sài Gòn ghép chắc cũng 4-5 mùa rồi. Lúc màu bông thì bao phơi. Đây cái hàng trung bình nha. Đây hàng dạng trung bình, giá thời cũng mềm. 10 triệu đó. Đấu lại hàng này hàng trung bình cũng ghép giống siêu bông Sài Gòn luôn. Cây này để phòng khách rồi nè, cây này dạng cây bếp nè, ghép giống siêu bông Sài Gòn luôn. Nậu nóc nậu thì bao đúng tết. Nậu đó thì nó có bài dạng cũng ghép siêu bông Sài Gòn sai. Đây em đặt lá làm canh giao tết không nha, tết mà chơi tết nguyên đáng không nha. Đây một số cây dấu gai nè. Trời nắng mới quay clip mấy bữa trời âm u quá, quay clip lên hình nhìn nó không đẹp nên em mới quay, hôm nay bắt đầu mới quay. Dù em là đủ thể loại nha, cao thấp lồng gì có đầy đủ hết, hàng VIP, hàng trung bình, hàng chợ đủ thể loại hết. Hầu như ghép giống siêu bông Sài Gòn nha. Mấy cây này khách thơi hết rồi. Còn vài cây trong đây. Sáng đầu hết rồi. Ngày mai là chui hết rồi. Cây không cao nè. Đây là mấy cây phong cao nè. Này em chỉ quay sơ lược một số cây trong vườn em nha. Còn quý cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0904773738 hoặc lại vườn xem cây trực tiếp nha. Chị em không báo giá qua hình ảnh, qua số điện thoại rồi nha. Này quý cô chú anh chị thông cảm nha, tại cây giá trị không à. Tới vườn xem cây trực tiếp về báo giá. Bên em coi cây tầm trung giá thôi vài triệu cũng có nha, cây rẻ tiền cũng có luôn, còn cây giá trị cao cũng có luôn.
siêu bông Sài Gòn đó. Đây, cây này giá thuê vài triệu có nè, giống siêu bông Sài Gòn. Đây là hàng trung bình, hàng chợ. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị nha, đã xem clip nha. Em cũng giới thiệu một số mặt hàng cây mai cho thuê chợ tới mua bán gì đó. Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ bên nhà vườn giùm em. Rồi em xin cảm ơn ạ.